Trong bản tin mới nhất về dịch COVID-19 sáng 15 tháng 2, xin kính mời quý vị và các bạn đến với những tin tức nóng nhất sau đây. Kinh hoàng, Việt Nam ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất từ trước đến nay với gần 30.000 ca mắc, 91 ca tử vong chỉ trong 24 giờ. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 3 F0 trong ngày đầu trẻ mầm non, học sinh lớp 1 đến lớp 6 đi học lại. Thành phố Hồ Chí Minh chưa coi COVID-19 là bệnh thông thường. Hiện có hơn 924.000 người ở 3 quận huyện thành phố Hồ Chí Minh chưa nhận gói hỗ trợ COVID-19 đợt 3. Sau đây, xin kính mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là tin kinh hoàng, Việt Nam ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất từ trước đến nay với gần 30.000 ca mắc, 91 ca tử vong chỉ trong 24 giờ. Bộ Y tế cho biết tính từ 16 giờ ngày 13 tháng 2 đến 16 giờ ngày 14 tháng 2, Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 29.413 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh, 29.403 ca ghi nhận trong nước, tăng 3.031 ca so với ngày trước đó. Tại 63 tỉnh, thành phố, có 20.924 ca trong cộng đồng. Đây là lần đầu tiên từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Việt Nam ghi nhận số người dương tính với SARS-CoV-2 vượt mức 29.000 trường hợp. Số ca nhiễm nCoV của cả nước tiếp đà tăng nhanh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Đáng chú ý, số ca mắc COVID-19 trong khoảng thời gian này tập trung nhiều tại các địa phương thuộc khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ, tiêu biểu là Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nghệ An. Hà Nội trong ngày 14 tháng 2 ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục 3.507 người. Trong khi đó, Hải Dương, Hải Phòng, Nghệ An cũng có số ca nhiễm mới ở khoảng 1.500 trường hợp. Theo thống kê của Bộ Y tế, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó. Nam Định giảm 532, Đắk Lắk giảm 300, Quảng Trị giảm 168. Trái lại, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Lạng Sơn tăng 1.198, Gia Lai tăng 579, Hà Nội tăng 567. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 25.918 ca trên ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 2.540.273 ca nhiễm, đứng thứ 34 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 145 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 25.723 ca nhiễm. Tính từ 27 tháng 4, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước 2.533.101, trong đó 2.230.130 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 516.136, Bình Dương 293.363, Hà Nội 172.021, Đồng Nai 100.094, Tây Ninh 88.770. Đến nay, Việt Nam ghi nhận 198 ca mắc COVID-19 do biến chủng Omicron, Thành phố Hồ Chí Minh 97, Quảng Nam 27, Quảng Ninh 20, Hà Nội 14, Khánh Hòa 11, Đà Nẵng 8, Hưng Yên 6, Kiên Giang 4, Thanh Hóa 2, Hải Dương 2, Hải Phòng 1, Long An 1, Bà Rịa Vũng Tàu 1, Bình Dương 2, Lâm Đồng 1, Ninh Bình 1. Về tình hình điều trị, trong ngày 14 tháng 2, Bộ Y tế công bố 6.193 F0 khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi 2.232.947 người. Số bệnh nhân nặng đang điều trị 2.640 ca, trong đó 1.990 trường hợp thở oxy qua mặt nạ, 281 ca thở oxy dòng cao HFNC, 75 ca thở máy không xâm lấn, 279 ca thở máy xâm lấn, 15 trường hợp can thiệp ECMO. Từ 17:30 ngày 13 tháng 2 đến 17:30 ngày 14 tháng 2, ghi nhận 91 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh, 1 ca được chuyển đến từ Tiền Giang, Hà Nội 19, Đà Nẵng 11 ca trong 2 ngày, Kiên Giang 8 ca trong 2 ngày, Đồng Nai 7 ca trong 2 ngày, Nam Định 7 ca trong 2 ngày, Hải Dương 5 ca trong 2 ngày, Vĩnh Long 5 ca, Trà Vinh 3 ca, An Giang 2 ca, Đồng Tháp 2 ca, Hòa Bình 2 ca trong 2 ngày, Sóc Trăng 2, Thanh Hóa 2 ca trong 2 ngày, Bắc Giang 1, Bắc Ninh 1, Bình Định 1, Bình Dương 1, Bình Phước 1, Bình Thuận 1, Đắk Nông 1, Hà Giang 1, Khánh Hòa 1, Nghệ An 1, Ninh Bình 1, Quảng Bình 1, Quảng Nam 1, Tây Ninh 1, Thái Nguyên 1. Về tiêm vaccine, trong ngày 13 tháng 2, 247.072 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy là tổng số liều được tiêm là 186.001.127 liều. Trong đó tiêm mũi 1 hơn 79,2 triệu liều, tiêm mũi 2 hơn 74,7 triệu liều. Tiêm mũi 3 là tiêm mũi bổ sung, tiêm mũi nhắc lại và mũi 3 của vaccine Abdala hơn 32 triệu liều.
Ngày 14 tháng 2, Bộ Y tế có công văn gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời công văn số 353 BVHTTZL VHCS ngày 28 tháng 1 về việc góp ý dự thảo công văn tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch cân nhắc bổ sung vào nội dung dự thảo một số nội dung. Trước hết, việc hoạt động trở lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường cần căn cứ trên kết quả đánh giá cấp độ dịch bệnh tại mỗi địa phương, khu vực có hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường. Bên cạnh đó, nơi thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường thường là nơi có không gian kín nên dễ xảy ra lây nhiễm COVID-19. Do vậy, khi hoạt động trở lại cần tăng cường các biện pháp vệ sinh, phòng chống lây nhiễm tại khu vực cung cấp dịch vụ karaoke, vũ trường, khử khuẩn, thông khí. Với người tham gia, cần thực hiện nghiêm 5K, tiêm phòng vaccine đủ liều, không cung cấp dịch vụ cho người đang có triệu chứng mắc COVID-19 như ho, sốt, Bộ Y tế lưu ý. Đồng thời, địa phương nơi cung cấp dịch vụ karaoke vũ trường cần có kế hoạch dự phòng, đáp ứng các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong khu vực cung cấp dịch vụ để khoanh vùng gọn, không để lây lan ra cộng đồng nếu ghi nhận ổ dịch. Tin tiếp theo, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 3F0 trong ngày đầu trẻ mầm non, học sinh lớp 1 đến lớp 6 đi học lại. Thưa quý vị, chiều 14 tháng 2, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. Báo cáo tại cuộc họp, ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang điều trị 739 bệnh nhân, trong đó 38 trẻ em dưới 16 tuổi, 72 bệnh nhân nặng đang thở máy, 12 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 13 tháng 2, thành phố có 90 bệnh nhân nhập viện, 86 bệnh nhân xuất viện, 1 ca tử vong. Thông tin về tình hình học sinh mầm non lớp 1 đến lớp 6 đi học trực tiếp trở lại, ông Trịnh Duy Trọng, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sáng ngày 14 tháng 2, toàn bộ học sinh đi học trở lại, không khí phấn khởi. Các cơ sở giáo dục có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn phòng chống dịch khi các em đến trường. Trong ngày 14 tháng 2, có khoảng 151.000 trẻ mẫu giáo đi học, chiếm 66,3%, hơn 670.000 học sinh tiểu học đi học, chiếm 96%, và gần 90.000 học sinh lớp 6 đi học, chiếm 95%. Ở khối mầm non, tuần đầu tiên các cơ sở không tổ chức ăn sáng, các giáo viên nhân viên tập trung đón trẻ vào đầu buổi sáng để tầm soát dịch. Ông Trọng cũng cho biết trong ngày đầu tiên, khối mầm non tiểu học và lớp 6 đã phát hiện 3F0. Các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với ngành y tế xử lý F0 theo đúng quy trình. Các F1 được lấy mẫu test nhanh có kết quả âm tính. Theo đánh giá, dịp Tết có sự tăng cường đi lại, giao lưu nên khi học sinh trở lại trường có thể đã nhiễm bệnh và đang trong thời gian ủ bệnh. Trong tuần này có thể tiếp tục phát sinh ca dương tính, các cơ sở giáo dục cũng có sự chuẩn bị đảm bảo an toàn. Tuần này, tình hình dịch bệnh của thành phố có thể có diễn biến phức tạp, nên sáng ngày 14 tháng 2, Sở Giáo dục đã có chỉ đạo khẩn các cơ sở giáo dục về tăng cường, tập trung công tác phòng chống dịch, ông Trọng nói. Trong đó, thành phố tổ chức theo dõi, xét nghiệm tầm soát trường hợp nghi nhiễm. Trường hợp di chuyển ra khỏi địa bàn thành phố, khi trở về sẽ được theo dõi sức khỏe, cần thiết tổ chức xét nghiệm nếu có nguy cơ. Đồng thời, ngành giáo dục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để kịp thời xử lý tình huống phát sinh. Chuyển sang tin tiếp theo, thành phố Hồ Chí Minh chưa coi COVID-19 là bệnh thông thường. Thưa quý vị, tối 14 tháng 2, trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho rằng COVID-19 không giống như sốt xuất huyết hay bệnh lý thông thường. Còn sớm lắm để có thể coi nó như cúm mùa và xử lý như bệnh lý thông thường, bà Mai đưa ra nhận định. Về nguy cơ của COVID-19 với trẻ em, Chánh văn phòng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các chuyên gia dịch tễ nhận định dịch COVID-19 còn mới và sớm để nói về tác động với trẻ em. Nhưng qua theo dõi tại thành phố Hồ Chí Minh, trẻ mắc COVID-19 thường không có diễn biến nặng và ít tử vong hơn so với người lớn tuổi. Tuy nhiên, các trẻ suy dinh dưỡng có bệnh nền cần chú ý vì có thể trạng yếu nên nguy cơ cao hơn khi mắc COVID-19. Để bảo vệ nhóm này, bà Mai khuyến cáo các phụ huynh cần nhắc nhở các con thực hiện nghiêm 5K, tiêm vaccine ngay khi đến lượt. Về số ca COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, tính từ ngày 8 đến 14 tháng 2, số tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh dao động từ 0 đến 2 ca. Trong đó, hai ngày 9 tháng 2 và 14 tháng 2, thành phố Hồ Chí Minh không có ca tử vong, không tính ca ngoại tỉnh. Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh SCDC cho biết, hiện nay, Bộ Y tế chưa có hướng dẫn chi tiết về kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ 5 đến 11 tuổi. Tuy nhiên, Sở Y tế thành phố đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch tiêm ngay khi có thể triển khai. Theo ông Tâm, trẻ sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh từ 5 đến 11 tuổi có khoảng 970.000 em. Trong số này, 950.000 trẻ đã đi học, 20.000 trẻ chưa đi học.
30 ngày sau khi tiêm mũi 1, trẻ sẽ được tiêm mũi 2. Đánh giá số ca mắc mới và tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, ông Tâm cho biết trước Tết, số ca mắc mới trên địa bàn giảm mạnh. Sau Tết, do hoạt động đi lại, giao lưu tăng cường, số ca mắc tăng trở lại 300 ca một ngày. Dịp Tết có sự nhích lên, tuy nhiên khoảng 2 tuần nay, số ca tử vong gần như giảm rất thấp. Đây là tín hiệu rất lạc quan, ông Nguyễn Hồng Tâm nhận xét. Tin tiếp theo, hiện có hơn 924.000 người ở 3 quận huyện thành phố Hồ Chí Minh chưa nhận gói hỗ trợ COVID-19 đợt 3. Chiều 14 tháng 2, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo định kỳ thông tin công tác liên quan phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Tại buổi họp báo, phóng viên đặt câu hỏi về tiến độ thực hiện gói hỗ trợ COVID-19 đợt 3 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến nay, thành phố Hồ Chí Minh còn hơn 924.000 người tại huyện Củ Chi, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh thuộc diện nhận hỗ trợ COVID-19 đợt 3 nhưng chưa được chi trả. Theo ông Lâm, việc chưa hoàn thành chi trả tại huyện Củ Chi, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh là do đặc điểm của các địa phương này đông dân, biến động dân cư nhiều. Hiện nay, ba địa phương tiếp tục rà soát, thống kê số lao động trên địa bàn để tiếp tục chi hỗ trợ. Kinh phí tương đương số người chưa nhận khoảng hơn 924 tỷ, mức hỗ trợ 1 triệu đồng một người. Cuối tháng 1 năm 2022, Sở Lao động Thương binh Xã hội TP HCM tổng hợp và có văn bản gửi Sở Tài chính bổ sung kinh phí cho ba quận huyện để hỗ trợ cho người dân trong thời gian tới, ông Lâm nói. Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội TP HCM không nêu thêm thông tin chi tiết khi nào TP HCM hoàn thành chi trả cho hơn 924.000 người này. Gói hỗ trợ COVID-19 đợt 3 được triển khai theo công văn 3181/2021 của Ủy ban Nhân dân TP HCM và Nghị quyết 97/2021 của Hội đồng Nhân dân TP HCM từ đầu tháng 10 năm 2021 với 5 diện thụ hưởng, mức 1 triệu đồng một người. Qua nhiều lần chia hẹn, đến nay TP HCM chưa thể khép lại gói hỗ trợ COVID-19 đợt 3 trong năm 2021.